Chắc bạn nghĩ chú sâu với cái chỉ số 1:1 như thế này thì rất vô dụng đúng không? Nhưng không, trong Super Octopet thì chú sâu bướm có khả năng tự tăng một kinh nghiệm mỗi lượt. Và khi đạt tới cấp 3 thì khả năng đặc biệt của nó trở thành sao chép chỉ số của con thú mạnh nhất của đối phương. Thành ra, nếu ta có một đội hình toàn sâu thì sao? Đối phương mạnh bao nhiêu thì ta mạnh bấy nhiêu. Hãy cùng đến với video Super Octopet này. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhá. Mỗi bọ rùa cũng được, bọ rùa combo được mà. Với chỉ số 1:3 nó không tệ lắm. Bướm D múc cho bọ rùa. Cộng với một con để đổi thì phải ly đi để cố gắng giữ hòa lượt 1 à. Ok. Khó nhỉ, đổi này mình lại mất máu. Ok, bọ rùa lên một cấp. Mua hai con chi chin. Xong chúng ta roll được một cái. Khóa con chi chin này lại. Phải nồi ạ, nó có đồ chơi không? Nó không có đồ chơi à? Mà con kia là 4 đam lận. Đổi kinh vãi. Rồi thắng một lượt. Hồi lại máu. Shop mới xem có gì nào. Sức mạnh của Chichila là khi bán thì triệu hồi lại một con y hệt. Nên các bạn sẽ bán nó đi để lấy tiền. Sau đấy bạn vẫn gộp nó lại được. Đấy, mua con này. Bán nó đi. Kiểu bạn sẽ được miễn phí một con bậc cao ấy. Đấy, gộp vào. Sóc bay hoặc cá. Khó, sóc bay thì mình không chơi bài đồ chơi nữa rồi. Mua cá hệ 24 vậy. Rôn. Rôn nữa. Rôn. Đây. Bọ rùa. Hay. Lại là gà. Lại à. Đợt này chắc mình sẽ thắng ấy nhờ. Trong bài mình có thể khỏe phết. Không. Búp lên 5 đam. Hòa được. Thắng. Bán con chi chin nhé. Con chi chin này không có tác dụng gì. Gà. Gà bây giờ ở 1 sao thì nó chỉ là hết lượt các bạn cộng cho con phía trước 3-3 chỉ số thôi. Trong vòng 1 vòng thôi mà. Ra lắm con này thế, con này tí tôi cũng bán à. Bướm đêm cũng bình thường. Mà có đôi thì vẫn cứ phải mua vậy. Bướm đêm cấp 2. Hai con này lại chả liên quan lắm. Con này nó bui đồ chơi, con này bui ít quân để chơi lạc đà hoặc là chơi gì đó à. Con enter đi. 7-7. Bọn này đổi điên rồi. Cá của mình đổi cũng ghê. Giờ mình gà 1. Thắng trận này có nhiều thời gian đấy. Tâm bậc 3 nhá. Đôi cá là đã phải mua rồi này. Roll này. Bướm đêm nữa thì cũng chịu. Roll tiếp. Cá vàng bây giờ muộn roll tiếp. Ok gà này. Hải ly này bây giờ hết tiền rồi. Roll hai con này thôi. Ok. Bị có gà 3. Bút tỏi cho con chỉ số 6-3. Sao chưa có con cá vàng kinh à? Có hai con gánh đoạn này đây là đoạn này thắng được. Đây, gà cấp 2. Vi khuẩn vào con bò. À con trâu ạ. Khi 3 con bị bán thì cộng 2 cộng 2. Trâu này lỏ ấy rồi. Con gà này cấp 2 đó là sẽ cho đồng đội ở phía trên cộng 2 vĩnh viễn chứ không phải trong trận. Mua một con gà nữa này. Roll thôi. Mua con gà nữa. Ok, chuẩn bị con gà bậc 3 rồi ạ. Sâu ơi, sâu em ở đâu? Em ở đâu vậy sâu chan? Búp chỉ số giống mình. Tôi thấy con cá này rất là ngon nhá. Con cá này chỉ số nó đã to rồi. Xong rồi lại còn búp được nữa. Cái này để thua, ông này mạnh nhờ. Ông này vừa công vừa thủ đều. 4 máu. Shop bậc 4 đây. Hải ly làm cái gì vậy? Roll. Gà 3. Hey. Con C khi mua một đồng đội được cộng 1 tiền. Có tác dụng 2 lần trong 1 lượt. Thì trong nước là khi đồng minh được một búp gì đấy thì cho nó cộng 1 vĩnh viễn. Tôi biết có sâu rồi, bán hải ly này. Mua con sâu này. Con gà đứng ra sau con sâu. Không mua con dê này, con dê. À không, con dê cũng ngon mà đáng ra phải mua con dê để được hoàn tiền. Thôi giờ roll sâu tiếp đi. Sâu ơi sâu. Sâu ơi sâu sâu sâu. À, bán con này nhá. Mình mua cá sấu Ấn Độ này. Đấy. Nó sẽ để mình lấy cái mũ này trước này. Hai lượt sau. Mũ dưa hấu nó sẽ cho con trên cùng búp dưa hấu. À, chơi 4 quân. À là một cái búp ớt về thế nhở. Đoạn này đoạn mất máu. Mất một máu này. Đoạn nào cũng thua phải có nhiều sâu nhá. Có thể thôi. Gà
Các con trong tương lai cộng chỉ số, cái này là búp cộng 1 cộng 1 cho tất cả các con ở bậc cao không quan trọng lắm. Bây giờ con sâu của mình phải lên đầu. Sau đấy là con gà, con cá này bán có thêm một con sâu nữa này. Điều này chắc chắn là tôi thua rồi, không quan trọng lắm. Cố gắng roll được một con sâu nữa là ngon. Con cá bậc 2. Từ nhá, cái shop sau là shop cấp 9. Cấp 9 là shop bậc 5 ấy. Khóa đi. Bậc 5 mình sẽ kiếm một con bậc 6 carry thật là tốt. Sau đấy mình nuôi nó, tí nữa mình nuôi luôn. Nuôi ba con sâu thôi, gà sâu ba con là đủ. Con gì sẽ là con carry tốt nhỉ? Kiểu con cá ở con sư tử này, cá sư tử này hoặc con tôm tôm bọ ngựa. Sâu ơi, đây rồi. Lần này tôi đang nào tôi cũng thua nên tôi sẽ mua con sâu, sâu tới chết. Búp tạm một cái búp này vào con gà để đổi sau đội. Ok, đội hình sâu gà, gà sâu. Đấy, con sâu kia đã được gần đủ chỉ số rồi. Thằng này bài gì đấy? À, thằng này bài ma vi khuẩn. Ma vi khuẩn búp cho hai con cá. Mình thắng được. Yeah, giữ được máu hay quá. Bài mình không tệ đến thế à? Hay do bài nó quá tệ, chắc nó mới xoay bài bậc 5 này. Đấy, con sâu này có dưa hấu rồi, giờ ghép con cá nhiệt đới này. Ra gì đây? Chồn bậc 6 này sẽ cho đồ chơi cấp cao à? Ngon đấy, ngon đấy. Con này cá lồng đèn này thì nó không có gì cả vì nó cho mua lại con của đối phương, mà con của mấy thằng của thằng kia nó quá là cùi. Một con chồn mông gút thôi, bán con cá này đi này. Một con chồn mông gút. Nó sẽ cho mình chọn một đồ chơi là cái này vỡ, là bạn sẽ được cộng 2 máu cho tất cả, mình không cần này. Hai cái này là bắt đầu giao tranh bạn được búp đậu phộng để giết chết ngay lập tức khi gây sát thương, hoặc là búp dừa để bất tử. Chắc là búp đậu phộng nhỉ. Cái này chỉ có tác dụng trong 2 lượt thôi. Búp đậu phộng đây. Như vậy mình sẽ có thể đổi một con lãi thì mình để con sâu này trên cùng. Con sâu này cần biến luôn trong giao tranh sau để giữ máu. Roll. Giảm 7 đam. Búp giảm 7 đam này nó không đủ ngon nhỉ. Thôi kệ, nó phải mua. Kệ thôi, cũng mua thôi. Giảm 7 đam biết đâu đổi được 2 mạng, giảm 7 đam 2 lần. Búp tranh. Thế xui thôi. Không còn gì nữa cả. Đổi vị trí sâu ở đâu? Tôi phải búp con sâu này để con sâu này biến thành bướm luôn ở lượt sau để nó gánh luôn ấy. Chứ nếu không mình thua mất 1 mạng nữa à. Được rồi, thế này đi các bạn. Đấy, búp phát con sâu này lên 3 luôn này. Ôi, có cá sư tử nhá, có cá sư tử khóa vào rồi nhá. Ngon. Đối phương có gì? 8-13. Sâu của tôi. Má ném chết con đậu phộng luôn. Thành 9-14. Hay thế nhở, ném chết con đậu phộng của mình luôn. Đấy. Con sâu đầu nó lấy đậu à? À ờ nhở, quên. Ôi tôi. Tham ăn, sâu này sâu 3 rồi này. Tụi lại đi. Rồi. Bây giờ tôi có hai con khủng long là khi mua thức ăn thì được tiền 3 lần một lượt. Ba con khủng long luôn chứ. Xong tôi có hai con báo là đồ chơi kích hoạt à? Nhưng mà đồ chơi kích hoạt thì phế rồi. Thôi bán đi thôi. Cá sư tử gây 3 sát thương và một kẻ địch ngẫu nhiên lặp lại với mỗi 10 sát thương nó có. Con này nuôi về lết mạnh mà. Nó ăn đậu phộng mất tranh ở lỗi tôi roll à, mấy cái búp này cấp thấp quá roll. Bây giờ tôi cần búp chỉ số cho con cá sư tử thôi. Cá sư tử đang là carry lết của mình, mấy con kia thì mình cứ nuôi là xong. Cái này búp ngẫu nhiên không ngon, búp vào sâu với cả gà để làm gì đâu, đèn thế à, kinh nghiệm à. Thôi, lượt này chấp nhận là lượt thua trắng à. Sư tử ăn cái này cũng ngon nhưng mà sắp hết lượt. 12, 11. Bị đổi ngay à. Sau đấy ra có con 16, 11 của nó. Đổi hết. Sâu bướm. Có bướm vào nó khác ai. Lần này tôi rút kinh nghiệm từ trận trước mà. Bậc 6 này. Rồi cái này học rồi. Không sao cả. Kinh nghiệm này thì sẽ phải cho con cá này. Con cá này gánh lết mà. Roll. Lại có một cái kinh nghiệm nữa cơ à? Cho nó luôn. Lại có con cá đấy à? Ảo ma Lazada nhờ. Cho mày luôn à. Con sâu này búp lên bậc 3 luôn nhá. Để coi như giao tranh này đỡ bị thọt nhá. Bây giờ là sâu tranh ở đầu. Xếp lại lượt sau cho hai sâu tiến hóa. Tôi đang muốn tiến hóa luôn để tại vì sợ mình thọt máu rồi. Mình chuyển sâu đến cuối là bài mình mạnh lắm. Sống luôn các bạn. Đấy, con sâu này giờ cũng là thành sâu bướm rồi. Lại có một con cá sư tử nữa. Vãi cả nồi à. Đấy, lượt này mình sẽ có 2 bướm. Đối phương có bao nhiêu thì ta có bấy nhiêu bố. Bạn có bao nhiêu bố, tôi có bấy nhiêu bố. Chỉ sợ triệu hồi. Trận này ác hết. Tôi bảo mà bài này hay mà. Ngon. Cá sư tử này.
Dưa hấu vào con sư tử này luôn đi. Roll. Thêm một con sâu nữa. Dưa hấu vào con sâu còn lại đi. Đấy, xong mình xếp con cà ra sau con cá sư tử. Xong, nhìn ra sao chép. Đấy, cá sư tử cấp 3. Mắc bài rồi. Ui, bây giờ mắc bài thì bán con gà đi. Con mẹ. Quên, phải bán con gà đi, khóa con sâu kia lại à. Ừ, phải bán con gà đi, khóa con sâu kia lại. À, mày, bạn có bao nhiêu bố, tôi có bao nhiêu bố. Cá sư tử bậc 3 nữa chứ, khó chịu. Ông mà như thế không được, con gà, con cũng hết lượt rồi. Con gì ngon nhỉ? Con này là mua đồ ăn được cộng tiền. Thật ra con này cũng ngon đấy, con này ngon đấy. Bây giờ mắc 3 sao hết rồi. Tôi khá chắc là bán con gà đi à? Con gà bây giờ có tác dụng gì đâu. Con này bây giờ mua đồ ăn được cộng 1 tiền là coi như là giảm giá 1 tiền một đồ ăn một lượt cộng 3 tiền. Khá là ngon đấy chứ nhỉ? Tại vì bây giờ mình sẽ mua thức ăn nhiều mà. Bán gà đi các bạn. Gà tầm này phế rồi, xong rồi. Gà đã hết giá trị lợi dụng. Mua khủng long cổ dài. Mua thức ăn này cho con này được hoàn lại 1 tiền này. Khủng long cổ dài mua thịt cho nó ăn tại vì nó nhiều máu rồi này. Xong mình roll. Roll tiếp xem có thức ăn thì ngon. Đấy, thức ăn này lại búp vào con cá sư tử này. Đấy, roll tiếp. Roll tiếp. Đấy, cái này với mình khủng long cổ dài lên cấp 2 được cái gì vậy? Khủng long cổ dài lên cấp 2 là được 2 tiền cơ mà. Nghe cũng hấp dẫn. Bây giờ câu chuyện đấy chính là bạn có bao nhiêu bố thì tôi có bấy nhiêu Đấy. bố. Sâu gà gà sâu ở 22 41. Bạn có mấy bố? Thì tôi cũng có từng đây bố. Quá rồi bài này kiểu lấy độc trị độc cũng khó chịu thế. Nó mãi mới nuôi được một con. Không, mình có chính con đấy luôn. Đây, cho con khủng long này lên cấp này. Đấy, ra thêm bố khủng long nữa. Roll. Vãi nồi. Tiền chưa? Một con 31, 46 à? Bùm! Ba con như thế mà thậm chí chỉ số còn to hơn. Buồn cười vãi nồi. Làm sao mà thắng được? Cái bài này vô học thế nhở? Thắng rồi.